Máy bay cảnh báo sớm và chỉ huy trên không A-50 được Liên Xô phát triển từ những năm 1980 là một trong những khí tài trinh sát quan trọng nhất của lực lượng hàng không vũ trụ Nga, viết tắt là không quân Nga ở thời điểm hiện tại và hầu hết đã được hiện đại hóa lên phiên bản A-50U. Trước khi tin đồn chiếc A-50 đầu tiên bị bắn hạ lan rộng hồi tháng 1, một số nguồn khác nhau tiết lộ không quân Nga chỉ còn 8 chiếc A-50 hoạt động tốt. Như vậy, nếu hai chiếc A-50 thực sự bị loại khỏi vòng chiến, không quân Nga sẽ chỉ còn lại 6 chiếc A-50. Vào ngày 15 tháng 1, người đứng đầu quân đội Ukraine khi đó là tướng Zalutny đã đăng trên mạng xã hội rằng phòng không nước này đã bắn hạ một máy bay A-50 và một máy bay chỉ huy trên không IL-22 của Nga trong không phận biển Azov. Khi đó, thư ký báo chí điện Kremlin Peskov đã ra mặt nói rằng Nga không có thông tin gì để cung cấp về vụ máy bay Nga bị bắn rơi. Vào ngày 23 tháng 2, chuyện tương tự dường như lại diễn ra. Tư lệnh không quân Ukraine, tướng Oleschuk đăng trên mạng xã hội rằng lực lượng phòng không đã bắn hạ một máy bay cảnh báo sớm trên không A-50 khác của Nga. Ông thậm chí còn đăng một video quay lại màn hình về vụ bắn rơi máy bay A-50. Quân đội Nga không bình luận về thông tin trên, tuy nhiên hãng thông tấn nhà nước Nga AIA Novosti đề cập rằng vào ngày 23 tháng 1, một chiếc máy bay không xác định đã bị rơi ở Krasnodar. Bản đồ đường bay của máy bay cảnh báo sớm A50 của Nga, sau đó được quân đội Ukraine công bố, cũng cho thấy chiếc máy bay này đã bay ở khu vực Krasnodar và đường bay cuối cùng kết thúc ở nơi đó được cho là bị rơi. Điều đáng nói là khu vực này nằm trên đất liền Nga, tuy gần với biển Azov, nhưng lần này máy bay A50 thực tế vẫn chưa bay ra khỏi không phận đất liền Nga. Điều này rất khác so với tình hình vào ngày 15 tháng 1, khi đó máy bay A50 và máy bay chỉ huy trên không IL-22 đang bay trên biển Biểu đồ quỹ đạo máy bay do quân đội Ukraine công bố cho thấy tốc độ của chiếc máy bay A-50 này giảm từ 875 km h xuống 0 trong vòng 1 phút. Vì lý do này, một số nhà phân tích cho rằng vụ rơi máy bay A-50 hồi tháng 2 có thể do bị chính tên lửa phòng không của quân đội Nga bắn trúng. Liên tiếp có tới hai máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga lần lượt bị rơi trong ít ngày, dường như quân đội Nga có phần bất lực. Trên thực tế, khi chiếc A50 đầu tiên bị rơi vào tháng 1, đã có phân tích cho thấy quân đội Ukraine không có vũ khí tấn công tầm xa và chính xác như vậy. Ngay cả tên lửa phòng không Patriot được Mỹ viện trợ cũng không thể đạt được tầm bắn xa như thế. Các chuyên gia cho rằng quả thực rất khó để có thể tấn công chiếc máy bay A50 thứ hai bằng tên lửa Patriot khi nó đang ở trong không phận Nga do các trận địa tên lửa của Ukraine bố trí rất xa bán đảo Crimea và biển Azov. Theo các hãng tin phương Tây, địa điểm máy bay A-50 rơi cách tiền tuyến khoảng 260 km. Như vậy, ngay cả tên lửa phòng không tăng cường dẫn đường, gọi tắt là GM Patriot 2, cũng chỉ vươn tới cự ly tối đa là 200 km. Hơn nữa, Mỹ và các nước NATO khác đã nói rõ với Ukraine rằng họ sẽ không cho phép ký ép sử dụng viện trợ quân sự của phương Tây để tấn công các mục tiêu ở trong lãnh thổ Nga. Nếu khu vực phía trên biển Azov vẫn được coi là khu vực tranh chấp, thì vùng Krasnodar đã nằm trong đất liền của Nga. Nếu Ukraine dùng tên lửa Patriot tấn công máy bay Nga ở đây, chắc chắn sẽ bị phương Tây khiển trách. Câu hỏi đặt ra liệu quân đội Nga có vô tình bắn hạ máy bay tương tự của mình hai lần chỉ trong hơn một tháng hay không? Khả năng này có vẻ khó xảy ra. Truyền thông Ukraine cho biết chuyến bay cuối cùng của máy bay cảnh báo sớm An-50 cất cánh từ sân bay Aktobins lúc 15 giờ 50 phút vào ngày 23 tháng 2 và cuối cùng bị hệ thống tên lửa S-200 của Ukraine bắn hạ. Máy bay cảnh báo sớm A-50 được phát triển từ thời Liên Xô, tên lửa S-200 cũng vậy. Hệ thống phòng không S-200 ra đời vào năm 1963, trong đó phiên bản S-200D Dubna được đưa vào biên chế chiến đấu vào năm 1976, có tầm bắn tối đa là 300 km, đủ để tấn công các mục tiêu của Nga từ những nơi hiện do Ukraine kiểm soát. Nhược điểm của hệ thống tên lửa S-200 là công kênh, khả năng cơ động rất kém. Trong cuộc xung đột hiện nay, vốn tràn ngập AUV thật khó để tưởng tượng rằng quân đội Ukraine sẽ triển khai nó ra tiền tuyến mà không sợ bị UAV tự sát của Nga phá hủy. Một số nhà phân tích cho rằng trước khi máy bay A-50 bị bắn hạ, nó đã phóng một loạt bẫy mồi hồng ngoại trên bầu trời đêm nhưng không có tác dụng gây nhiễu tên lửa dẫn đường bằng Tada. Họ thậm chí còn mô tả sau khi chiếc máy bay được cho là A50 bị bắn trúng, nó đã phát nổ thành một quả cầu lửa trên bầu trời. Có vẻ như lúc đó, chiếc máy bay này đang bay ở vùng trời thấp hơn. Suy cho cùng, tên lửa S200 vốn được thiết kế để đánh chặn những máy bay ném bom hạng nặng của Mỹ như B52 hay B-1, nên về mặt lý thuyết, nó hoàn toàn có thể bắn hạ mục tiêu cỡ lớn và kém cơ động như A50. Dù vậy, bất kể có phải tên lửa S-200 đã bắn rơi máy bay cảnh báo sớm A-50 của Nga lần này hay không, thì quân đội Ukraine hé lộ một điều rằng loại vũ khí này vẫn đang được sử dụng. Theo số liệu từ lực lượng không quân Ukraine, Kiev đã bắn hạ 14 máy bay quân sự của Nga trong hai tuần, gây tổn thất nặng nề cho phi đội máy bay của Nga, ngay cả khi lực lượng bộ binh Moscow đang tiến về phía Tây qua tiền tuyến. Ngày 2 tháng 3, lực lượng không quân Ukraine tuyên bố tiếp tục bắn rơi một máy bay ném bom chiến đấu Su-34 của Nga. Chỉ một ngày sau khi Kiev thông báo đã hạ một chiếc Su-34 khác gần thành phố Mariupol, phía nam do Nga kiểm soát. Trước đó vào ngày 29 tháng 2, Ukraine thông báo lực lượng không quân nước này đã phá hủy 10 máy bay Su-34 và 2 máy bay Su-35 kể từ ngày 17 tháng 2. Ukraine cũng tuyên bố phá hủy một máy bay chỉ huy và cảnh báo sớm trên không A-50 vào ngày 23 tháng 2. Chiếc A-50 uy lực và đắt đỏ này hỗ trợ Nga phối hợp tấn công bằng máy bay chiến đấu. Các chuyên gia nhận định việc Ukraine liên tiếp bắn hạ máy bay Nga gần đây có lẽ là do sự thay đổi chiến thuật của Moscow nhằm cố gắng ngăn chặn các cuộc tấn công của Ukraine. Justin Brown, chuyên gia về Nga và tác chiến trên không tại Viện Nghiên cứu Quốc phòng và An ninh Hoàng gia Anh, gọi tắt là RUSI cho rằng các máy bay chiến đấu của Nga đã ở xa tiền tuyến kể từ khoảng tháng 5 năm 2023 khi hai máy bay chiến đấu và hai trực thăng của Nga bị bắn hạ. Ông Bron nói, khoảng cách này đã tăng thêm trong những tháng gần đây khi Nga dựa vào việc phóng số lượng lớn bom lượn, các nhà phân tích tại Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế cho rằng máy bay Nga dường như mang theo nhiều bom lượn hơn, gần như chắc chắn để tạo ra khoảng cách xa hơn nhằm tránh tổn thất thêm. Tuy nhiên, theo chuyên gia Bron, sự thay đổi này có thể lý giải việc Ukraine dường như bắn hạ được nhiều máy bay của Nga hơn mặc dù ông nhấn mạnh không phải tất cả các vụ bắn hạ máy bay gần đây đều được xác nhận. Ông Brown cho biết, để những quả bom lượn có thể di chuyển đủ xa từ một khoảng cách nhất định, đòi hỏi máy bay phải bay cao và tốc độ rất lớn. Điều này có nghĩa là máy bay Nga phải bay cao hơn, từ đó giúp Ukraine có thêm thời gian để phát hiện và nhắm mục tiêu vào chúng. Ông Brown nhấn mạnh, Ukraine sẽ có nhiều thời gian hơn để hoàn thành việc đánh chặn khi những máy bay Nga hoạt động ở tầm cao hơn. Matthias Iken, chuyên gia về phòng thủ tên lửa tại tập đoàn Trent, cũng đưa ra đánh giá tương tự. Ông Iken nói, việc Ukraine bắn rơi một số máy bay Nga gần đây có thể là do Nga tăng cường sử dụng bom lượn. Theo chuyên gia Iken, việc phóng bom lượn vào các mục tiêu ở xa từ độ cao lớn hơn sẽ khiến máy bay Nga dễ bị các hệ thống phòng không tầm xa của Ukraine tấn công. Chuyên gia Brown cho biết, chiến thuật của Nga cũng đòi hỏi họ phải sử dụng máy bay chiến đấu thường xuyên hơn, do đó Ukraine sẽ có nhiều mục tiêu hơn để tấn công. Mặc dù vậy, thành công gần đây của Ukraine trong việc bắn hạ các máy bay Nga được cho là khó có thể thay đổi cục diện cuộc chiến. Bom lượn của Nga cũng đang gây ra thiệt hại đáng kể cho Ukraine và việc Moscow xuất kích thêm máy bay chiến đấu, đồng nghĩa với việc ép sẽ hứng chịu tổn thất hơn. Theo chuyên gia Iken, những suy đoán cho rằng Nga sẽ nhanh chóng sử dụng hết kho bom lượn của nước này dường như là vô căn cứ. Bom lượn được cho là loại vũ khí khó ngăn chặn và giá thành sản xuất rẻ chuyên gia iken cho biết có vẻ như nga sẽ không sớm cạn kiệt bom lượn mặc dù nước này có thể gặp khó khăn trong việc bổ sung một số loại bom lượn ngoài ra khả năng của ukraine trong việc tiếp tục bắn hạ máy bay nga cũng đang bị đe dọa nghiêm trọng lực lượng phòng không của ukraine đã ngăn cản các máy bay nga thường xuyên vào không phận ukraine các chuyên gia mô tả đây là một bước tiến đáng kể có thể ngăn nga nhanh chóng giành chiến thắng trong cuộc chiến tuy nhiên kho tên lửa của ukraine đang cạn kiệt nếu số lượng tên lửa giảm xuống mức quá thấp, lực lượng không quân Nga có thể hoạt động tự do hơn và gây ra hậu quả lớn cho Kiev. Mức thương vong trung bình mỗi ngày gia tăng, phản ánh cách Nga theo đuổi chiến tranh tiêu hao và hình thức tác chiến quy mô lớn, Bộ Quốc phòng Anh vào ngày 3 tháng 3 nhận định. Dù gây tổn thất nhân sự, chiến thuật này đã tăng áp lực lên vị trí của Ukraine trên chiến tuyến. Bộ Quốc phòng Anh cho biết thương vong trung bình của Nga bao gồm số quân nhân thiệt mạng và bị thương trong tháng 2 là 983 người mỗi ngày, mức cao nhất từ khi chiến sự bùng phát. Tính tới nay, rất có thể hơn 355.000 lính Nga thiệt mạng hoặc bị thương. Lực lượng Nga trong tháng 2 đẩy mạnh tấn công trên nhiều khu vực dọc theo chiến tuyến, đặc biệt là sau khi kiểm soát thành trì Abdipka ở tỉnh Donetsk. Các chuyên gia phương Tây cho biết, Nga thường dùng chiến thuật biển người trong những lần tiến công áp Abkhazia, cố gắng áp đảo quân Ukraine bằng lượng lớn bộ binh. Một chỉ huy Ukraine hồi tháng 1 cho biết, đơn vị giới quyền có thể hạ 40 tới 70 lính nga mỗi ngày, song đối phương hôm sau lại tổ chức đợt tiến công mới. Các đợt tấn công nối tiếp nhau không ngừng nghỉ, chỉ huy Ukraine nói. Nga gần đây kiểm soát thêm làng Severnoe và Petrovskoye gần thành phố Avdivka, đồng thời tiến vào Dabotino, ngôi làng chiến lược ở tỉnh Zaporizhia mà Ukraine tái kiểm soát trong đợt phản công năm ngoái. Các trận giao tranh ác liệt đang diễn ra ở khu vực phía đông Chasovya, thành phố mà lực lượng Ukraine rút về sau khi Nga kiểm soát bác mớt vào tháng 5 năm 2023. Tổng thống Ukraine vào ngày 25 tháng 2 nói rằng 31.000 lính Ukraine đã thiệt mạng từ khi chiến sự bùng phát hai năm trước. Zelensky giải thích, ông công bố số liệu vì thông tin từ nhiều nguồn đưa ra không chính xác. Tháng 8 năm 2023, tờ New York Times dẫn lời giới chức Mỹ đưa tin 70.000 quân nhân Ukraine đã chết và 100.000 đến 120.000 binh sĩ bị thương. Bộ trưởng quốc phòng nga Sergei Shoigu hồi tháng 11 năm 2023 tuyên bố 383.000 binh sĩ Ukraine đã thiệt mạng hoặc bị thương. Trong khi đó, tin tình báo Mỹ bị dò dỉ vào tháng 12 năm 2023 nói rằng nga hứng chịu thương vong 315.000 quân.